Chào mừng các bạn đã trở lại với Miền Tây Life. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đi cùng mình một chuyến du lịch giá rẻ, chỉ là 1.350.000. Mình ở Tiền Giang và mình sẽ đi được hai nơi, đó là Vũng Tàu và Nha Trang. Ngoài ra chúng ta sẽ còn được là 3 phần ăn trên ngày và còn được ở khách sạn nữa. Thế mình thì thấy là cái tour này gọi là cái tour mà có thể nói là rẻ nhất mà mình từng biết. Thì bà chủ của tour này là tên là bà Năm. Thì bà Năm đã có chia sẻ với mọi người là những cái tour như thế này thì lời không có nhiều hoặc là có thể là lỗ nữa. Nhưng mà với cái mục đích là có thể cho tất cả mọi người đi du lịch, người giàu người nghèo gì cũng có thể đi du lịch, nên bà đã tổ chức những cái tour như thế này để tất cả mọi người đều có thể đi được. Đối với mình thì đây là một cái ý tưởng và cũng như là một điều đáng quý của bà Năm. Tuy rằng đây là một tour giá rẻ mà chỉ 1.350.000 thôi, nhưng chúng ta vẫn có là dàn xe giường nằm và máy lạnh thì cứ chạy suốt khi chúng ta lên xe. Liền. Sau khoảng tầm 10 tiếng đi xe thì trời cũng đã sáng rồi, thì đoàn của mình sẽ ghé cái sang này và nghỉ ngơi cũng như là cho mọi người ăn sáng. Thì những bữa ăn sáng này là do bà Năm là chủ xe, chủ cái tổ chức cái tour này, thì họ sẽ nấu và cho mình ăn. Thì sáng nay hình như là ăn xôi nhỉ? Ăn xôi, hôm nay thì sáng nay thì chúng ta sẽ được ăn xôi. Mọi người thì được một bịch xôi khá là to. Sao này sao gì ạ? Sao nhiều hơn cơ sở? Cái nhỏ nhỏ, con lớn con ăn này mấy người đâu ăn hết đâu. Và góc ở trên bên phải của mình là bà Năm, người mà đã tổ chức cái tour này cho mọi người đi. Thì bà cũng là người nấu và người làm thức ăn này để chúng ta. Nếu như các bạn đi những cái tour mà sang trọng, nhà hàng hay là ăn này nọ buffet, thì những cái trải nghiệm như thế này thì nó rất là thú vị cũng như là rất là hay ho. Nhìn cái kiểu giống như là họp chợ thời xưa vậy. Sao nhìn rất là ngon. Dũng. Và địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ đến trong cái hành trình này đó là Nha Trang, sau đó chúng ta sẽ đi Đà Lạt và chúng ta sẽ quay về. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được bờ biển Nha Trang. Nhìn từ xe rất là đẹp các bạn, xanh dờn luôn, trời nắng rất là đẹp. Vì lý do là khách sạn chưa sắp xếp phòng xong nên đoàn của mình sẽ hoành ra đây để tham quan cái trung tâm thương mại Nha Trang. Nhìn sơ thì nó giống như Trang cái chợ, không giống trung tâm thương mại như nào đó. Thế mình nghĩ là chỗ này nên để lại là cái chợ Nha Trang hơn là cái trung tâm thương mại. Đẹp phải con. Ngoài ra thì chỗ này còn được gọi là chợ đầm. Chợ đầm Nha Trang. Quay trực tiếp. Quay trực tiếp thì Hoàng Thách mình lại coi cho con. Quay trực tiếp cô mở mặt ra. Không có quay trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi thử vào cái khu chợ này để xem sao.
xem thử trong đây coi có gì thú vị là không. Bán khá là nhiều đồ á, đây có bán đồ điện tử là một quầy nè. Đồ quần áo, trang sức, phụ kiện, kính nè, đồng hồ. Bước vào thấy bán đủ hết, đây bán đồ khá là nhiều nè. Nhìn chung thì nó cũng giống những cái chợ bình thường thôi, cũng không có quá đông lắm, hay tại là mình đi những cái giờ này nó hơi ít khách du lịch, khá là vắng. So với những cái chợ mà mình đi thì nó cũng giống như nhau thôi, cũng không có gì đặc biệt ở khu chợ đầm này. Chúng ta sẽ đi thử lên phía trên là có trung tâm mỹ nghệ chợ đầm. Thì lên đó chúng ta để xem thử có gì hay ho không nhé. Cái này trưng bày rất là nhiều đồ mỹ nghệ, cũng rất là đẹp. Wow, đẹp quá. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn vắng. Mình nghĩ là chắc là mình đi không đúng mùa. Ở đây có thể nói là vô vàng đồ mỹ nghệ luôn. Mình sẽ đi xem sơ sơ ở cái chỗ này nhé. Wow, đây có những chú tiểu dễ thương vãi. Ôi, những cái đồ nhỏ nhỏ này thấy cưng quá. Đây cũng là một cái góc của khu chợ đầm. Thì cái khu bên này mình thấy là nó trưng bày gọn gàng hơn nè, cũng như là nó sạch sẽ hơn bên kia. Bên kia nhìn nó rất là gói và nhìn nó như những cái khu chợ cũ hồi xưa vậy. Bên này nhìn nó đẹp hơn, gọn gàng hơn. Đây bán nhiều cái túi rất là đẹp nhé. Hình như là túi này gọi là gì? Túi thổ cẩm hả? Khu bên này chúng ta còn có cái siêu thị nhỏ nữa. Hai cái siêu thị kế bên luôn. Đi bộ tham quan chợ đầm thì cũng mỏi chân rồi, mình phải về khách sạn và mình nghỉ ngơi thôi. Đây là cái phòng của mình, khá là đầy đủ tiện nghi, phòng cũng rất là đẹp. Với những tour giá rẻ như thế này thì phòng chúng ta sẽ ở là 4 đến 6 người nha. Phòng này đã có tivi và có máy lạnh luôn. Có cái tủ lạnh thế này. Phía bên này thì chúng ta có một cái tủ để đồ. Bóc đồ vào đây. Phòng rất là đẹp và có view nhìn xuống đường.
chúng ta sẽ ra ban công và đây chúng ta nhìn xuống một tí nhé. Đúng là không khí biển rất là dễ chịu. Nghĩ là mình phải vào phòng nằm nghỉ ngơi một tí rồi sau đó mình sẽ xuống dưới mình ăn cơm trưa. Mà tới giờ ăn trưa rồi thì đây là cơm phần cho cả cơm trưa của chúng ta. Cơm này cũng do bà Năm nấu ha. Bố mình nói trên mạng. Đây là phần cơm của chúng ta, có chả cá nè, có dưa leo nè. Như có đồ chay, những đồ chay thì xịt thêm nhé. Đây là trước khách sạn của mình ở. Đây là tên của khách sạn nè, Quyền Trang. Lát nữa ăn cơm xong thì mình nghĩ mình sẽ đi dạo một tí. Sau khi đang uống no say thì mình sẽ đi tham quan một ngôi chùa nổi tiếng ở Nha Trang. Ở Nha Trang này có một điều khá là ngộ, đó là người Trung Quốc rất là nhiều. Người Trung Quốc mà thậm chí còn nhiều hơn người Việt nữa. Nếu các bạn để ý lúc nãy thì toàn những cái đồ bán đều ghi là tiếng Trung cả. Và những cái đồ bán đó chắc là cũng người Trung Quốc luôn á. Đi Nha Trang mình cảm thấy như là đi đang đi du lịch ở Trung Quốc vậy. Nắng ở Nha Trang thì mùa hè này cũng khá là gắt, khá là nắng. Lú tay tao ra rồi. Đây không phải là chùa nha, đây là tháp, mình quên. Đây là tháp Thiên Y Thánh Mẫu. Một ngôi tháp hình như là của người Chăm. Mình sẽ đi tới cái đoạn cuối của khu đoạn này để chúng ta mua vé. Chúng ta sẽ vào cổng. Thì giá vé tham quan chỗ này một lượt là 22.000. Với cái khung cảnh và thời tiết như thế này thì mình nghĩ trên này sẽ là nơi để chụp hình rất là đẹp. Trời, quay phim mà. Giờ chúng ta sẽ đi bộ lên cái cầu thang ở đây. Chúng ta sẽ lên khúc ở trên. Đây có những cái kiến trúc rất là đặc trưng của người Chăm. Đây là khu vực ở phía trên. Phía bên này là những cái tháp cổ, bên kia cũng có một cái tháp rất là to. Nếu đứng ở góc bên này chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh biển của thành phố Nha Trang. Tiến trên đây nhìn xuống thì rất là đẹp.
Những kiến trúc tháp này thì rất là cao. Ở phía sau những cái tháp này thì có cái khu bán đồ mỹ nghệ với những gấu bông, những cái bóp, những cái túi. Đây có những cái túi, rất là nhiều túi. Những cái túi này thì được làm thủ công nha. Bên đây có một khung dệt nè, cái hồ dệt tại đây luôn. Dệt rất là đẹp. Và ngay phía sau này chúng ta có một cái phòng trưng bày. Mình sẽ vào xem thử một tí nha. Còn góc bên đây cũng đồ gốm. Rất là nhiều đồ gốm. Trước này cũng vậy, cũng có rất là nhiều đồ gốm. Mấy cái này không biết phải là đồ cổ không nha. Lỡ đụng gớm một cái đền chết cha luôn. Giờ chúng ta sẽ quẹo vào thử chúng ta coi phòng trưng bày có gì đặc biệt không nhé. Thì trong này chủ yếu là những bức tranh nói về lịch sử của tháp này. Rất nhiều hình nghĩa đã chụp rất là lâu rồi. Đây có những cái tượng đồng này. Cái bên này thì cái đoàn này họ có hướng dẫn viên, họ kể lịch sử và những ý nghĩa của bức tranh này. Còn đoàn mình giá rẻ nên là tự đi, tự nghe, tự coi thôi. Nó kể sự tích gì của bức tượng này. Đi coi hướng dẫn viên kém. Tất cả các vua chúa hôm trước khi lên đồ đó, các bạn quên ra đều phải dùng hai bàn tay bò tự bò lên 64 nấc phần ăn để bò lên được tới cung điện như ngày hôm nay. Còn những cái trụ chính của chúng ta là sự tránh gió, những trụ mình đã trồng tua trước chúng ta đó. Thì trong khu vực tháp này cũng có cái chỗ bán đồ ăn, bán kem rồi nè. Đói có thể ra đây mua ăn. Thì nó nằm trong khuôn viên của tháp luôn. Phía trên chúng ta sẽ thấy được cái bảng giá của từng loại thực phẩm ở đây. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.